Huỳnh Diệu Hiền, cô nàng 25 tuổi, sở hữu vẻ đẹp bên ngoài quyến rũ, sắc sảo, nhưng nội tâm bên trong vô cùng mạnh mẽ, cá tính, tạo sức hút cho mọi người xung quanh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Từng theo học tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn sau này sẽ có một công việc kinh tế ổn định. Tuy nhiên, khi mẹ cô không may bị tai nạn, Diệu Hiền đành phải từ bỏ việc học hành để phụ giúp gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, Diệu Hiền đang phát triển bản thân mình trong lĩnh vực make-up. Cô từng xuất sắc với tấm bằng giỏi chuyên viên make-up. Với Diệu Hiền, làm việc gì cũng đặt yêu cầu khắt khe cho bản thân rất nhiều, buộc bản thân phải xuất sắc. Thông minh, xinh đẹp là thế, nhưng chuyện tình cảm với Diệu Hiền dường như chưa thực sự may mắn. Từng quen một mối tình hơn một năm, thì cô phát hiện người bạn trai mình yêu thương đã có vợ. Cú sốc lớn trong tình cảm đó khiến Diệu Hiền mất niềm tin vào tình yêu suốt một thời gian dài. Hôm nay tới chương trình, cô mong muốn tìm được một chàng trai giúp cô gạt bỏ mọi rào cản trong niềm tin tình yêu, thật lòng yêu thương, không lừa gạt mình. Bật mí về mẫu người yêu lý tưởng, Diệu Hiền chia sẻ bản thân không yêu cầu cao, chỉ cần hợp nhau trong cảm xúc là được. Ây da, cô nàng rất là dễ thương đúng không nào? Dạ. Vậy thì không để quý vị khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng chào đón Diệu Hiền tại Cho Phép Được Yêu. Ây da, sao mà con gái nhà ai mà luyện tập mà giữ cái vóc dáng đẹp quá vậy không biết nữa hả? Theo trên clip thì anh Hiếu và chị Tuyền cũng như tất cả mọi người ở đây cũng đã nghe em giới thiệu sơ sơ ở trên đó rồi. Dạ. Mình cũng có thất vọng trong tình yêu đúng không? Vì dạ, bị lừa dối. Dạ. Khi mà mình phát hiện ra bạn trai mình bị lừa dối, em mất bao nhiêu thời gian để dứt khoát dừng lại cuộc tình đó? Dạ, cũng vài tháng. Tới vài tháng sau mới dừng. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì đã sẵn sàng đến với mối tình tiếp theo chưa? Dạ, cũng 50-50 thôi. 50-50 đúng không? Dạ. 50 là cái gì và 50 là cái gì? Tại vì trong hai mối tình của em trải qua thì em đều là bị lừa dối. Vâng. Con gái thấy khổ không? Cho nên có cái câu hát là đời người con gái không muốn yêu ai được không là vậy đó. Dạ, không yêu lỗ á. Không yêu thì lỗ mà yêu thì khổ. Thì bây giờ em chịu lỗ hay chịu khổ? Lỗ chỗ. Nếu em chịu lỗ thì em không đến chương trình này rồi anh. Dạ vâng, rõ ràng. Như vậy thì ngày hôm nay hy vọng rằng sau hai mối tình đều bị lừa dối thì hôm nay em sẽ tìm được một chàng trai chân thành. Dạ. Yeah. Yeah. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.